Dekisugi được Doraemon cho sử dụng bảo bối trong những phần phim ngắn cũng như dài tập của phim hoạt hình Doraemon. Các bạn của Nobita thường được sử dụng bảo bối của Doraemon, chúng ta có thể kể đến như Nobita, Tsuka, Chiyan, Suneo, bố mẹ của Nobita cũng có những lần mượn bảo bối của Doraemon. Nhưng rất hiếm khi và cũng có thể nói là không thấy Dekisugi sử dụng bảo bối hoặc nhờ đến sự giúp đỡ của Doraemon. Trong phần phim Bìa sách con người, do cần hoàn thành bài tập của thầy, thì Nobita đã nhờ Dekisugi giúp đỡ để lấy tư liệu làm bài tập. Đổi lại, Nobita đưa ra yêu cầu hấp dẫn là sẽ đưa Dekisugi đến tương lai. Vì trước đó thì Dekisugi rất mong muốn được thấy thế giới trong tương lai, và Doraemon đã đồng ý cho Dekisugi sử dụng chiếc máy vượt thời gian của mình để đi đến tương lai. Đây là lần hiếm hoi Dekisugi được sử dụng bảo bối của Doraemon để mở rộng sự hiểu biết của mình. Sau khi đã được chiêm ngắm thế giới tương lai, thì Dekisugi đã giúp Nobita hoàn thành bài tập của mình. Hey, like, share, subscribe to YouTube channel. Thanks.